Xin chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Thì cách đây vài hôm em có review một căn nhà mà thuộc hẻm Đất Bè, cách biển cũng chỉ vài trăm mét thôi. Ngày hôm nay em cũng review một ngôi nhà mà thuộc là phường Vĩnh Hải, cách biển là cũng chỉ là 450 mét thôi, rất là gần trung tâm. Đây là em đang ở bên trong ngôi nhà. Bây giờ em sẽ quay sơ bộ một vòng từ con đường đi đến khu vực dân cư xung quanh. Đứng ra xem một xíu, quay sẽ hết toàn cảnh được. Đây là bên trong ngôi nhà. Thì tổng diện tích ngôi nhà của mình là 40 mét, diện tích sàn tổng luôn là gần 80. Thì ngôi nhà như quý anh chị thấy đây, khi mình bước vào trong ngôi nhà thì được thiết kế rất là đơn giản. Nhà mình thiết kế là một trệt một lầu, có sân để xe, sân để được sau đó còn là chừng 2 chiếc xe máy, cửa kính. Nền nhà thì được thiết kế gạch dạ đế rất là sạch. Phòng tầng 1 thì có phòng khách, bếp gỗ ván ép, thiết kế đầy đủ công năng. Nhà vệ sinh, nội thất thì còn rất là mới, 100%. Ở đây là tầng dưới, phòng dưới dành cho hai vợ chồng. Phòng khách thì rất là sạch. Thì ngôi nhà có mình có là vị trí là tại là 11/7 hẻm đường nhà thờ Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang. Bây giờ sẽ đi lên tầng 2. Tầng 2 thì không có một phòng nữa. Ngay cạnh này thì mình có thể lên phòng thờ, hoặc nếu không thì là phòng lầu sắt. Đây là phòng ngủ tầng 2. Là phòng chống ồn, điện nước thì có đầy đủ như quý anh chị. Phòng mình thì đầy đủ công năng, thiết kế đơn giản nhưng là phù hợp cho hai vợ chồng trẻ muốn đi riêng. Đây là mình nhìn từ trên xuống dưới. Khu vực này là khá là yên tĩnh. Nhà mình thì được để hoàn công đưa nhà vào sổ rồi. Nó cũng thực là 100% nha quý anh chị. Và ngôi nhà mình thì có cái chiều ngang là 3 mét, chiều dài 3m2, chiều dài là 12,3 mét. Được rào lại bởi bằng sắt hết rồi, gia phong lại hết, CB. Về giá bán cho ngôi nhà của mình là 2 tỷ B, có phút bất hợp và bao xung tên. Thì ở trong trung tâm mình gần biển như thế này, và tầm giá này cùng với diện tích này, nó quá là hợp lý, không còn giá nào nữa mà tốt hơn nữa. Con đường hiện trạng này là con đường hiện trạng của nó, hiện nó là rộng 2 mét nha quý anh chị. Đây, phía xe kia là hiểm đường nhà thờ, vẽ bên tay trái là mình ra được đường đặng tất. Thì cách đường đặng tất của nó khoảng chừng là hơn 600 mét thôi. Ngôi nhà mình thì cách biển là cũng là hơn 600 mét, cách trường đại học Nha Trang, trường đại học Tôn Đức Thắng luôn,
thì khoảng là chưa tới một cây. Cách trường đại học Khánh Hòa 2 là 650 m, đi rất là gần. Cách chợ Vinh Hải mình là chưa đến một cây. Còn nếu mình đi vào mà chỗ mà cái bệnh viện tỉnh mình luôn á là khoảng là 2,5 cây nha quý anh chị. Rồi từ nhà mình á, mẹ lên đường 2 tháng 4 thì khoảng chừng là 700 đến 800 m gì đó thôi, rất là gần. Mình trong trung tâm thì biết có quý anh chị có đầy đủ tiện ích. Rồi quan trọng nhất là gần biển. Ở đây thì mình đi ra biển chưa đến, nếu đi bộ khoảng chừng là 5 đến 10 phút thôi. Em chụp hình cái sổ đỏ để cho quý anh chị nhà mình tham khảo. Đây, bây giờ em sẽ đi lại một vòng cho quý anh chị mình tham khảo được phòng, nhà vệ sinh, cái máy nước nóng không ạ? Máy nóng không? Nhà tầm 100 lò như thế này là quá ok rồi. Cái điểm trừ của nó duy nhất là chỉ là cái hẻm cục thôi, nhà mình ở trong hẻm cục. Đây là hẻm cục. Vậy thì nãy giờ em Trực cũng đã review hết toàn bộ cái ngôi nhà về tại là phường Vĩnh Hải, hẻm đường nhà thờ, cách biển chỉ là hơn 600 m thôi. Quý anh chị nhà mình có nhu cầu xem nhà thì có thể liên hệ em Trực qua số điện thoại 0843216679 bên góc phải màn hình. Cảm ơn anh chị đã xem hết video game. Em Trực xin chân thành cảm ơn.